Vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Đó là ca khúc được mang tên Nhật Ký Đời Tôi. Và mở màn ca khúc này, xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón ca sĩ Thanh Bùi. Vâng, xin mời ca sĩ Thanh Bùi đến thật cầu ạ. Thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Mùa xuân lắm lào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm lỡ tôi tàn, đời ai không một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Chúng mình chưa nói hết câu tả từ, lăm lăm cách biệt, lăm lăm mong chờ heo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngắt đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương.
Bùi xin cảm ơn tất cả các anh chị em ạ.